Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn món quà mà bạn người dùng có biệt danh United States of America đã gửi tặng chúng tôi trong video trước. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để Mê Khủng Long TV liên tục sản xuất và cải thiện nội dung của mình. Video tiếp theo sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Lại là tôi, Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Nếu đã chán những trò ăn chơi vào dịp cuối tuần và muốn có một kết thúc nhẹ nhàng cho ngày Chủ nhật, hãy ngồi lại và lắng nghe câu chuyện mới của chúng tôi. Chắc hẳn rằng nhiều bạn theo dõi kênh này là fan của Jurassic Park. Và đối với tôi thì câu nói kinh điển cũng là câu nói tôi tâm đắc nhất trong bộ phim này chính là phát ngôn của nhân vật tiến sĩ Ian Malcolm: sự sống luôn tìm ra cách, life finds a way. Đúng vậy, dù chúng ta chưa biết bằng cách thần kỳ nào, nhưng sự sống trên hành tinh của chúng ta đã đi từ 0 cho đến 1 và từ 1 cho đến vô hạn. Và trong vô hạn của sự sống thì mỗi cá thể lại có sự biểu hiện và nỗ lực khác nhau, nhưng tất cả đều mang trong mình khát vọng sinh tồn. Ngày hôm nay mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu câu chuyện về một sinh vật kỳ lạ mà nếu không bắt gặp thì người ta sẽ không nghĩ rằng nó có tồn tại trên đời. Thậm chí chính sinh vật này có lẽ cũng phải bối rối trước câu hỏi mình là ai. Có thể ví von rằng sinh vật này là một giao điểm kỳ lạ của sự sống của hai giống loài, nhưng cuối cùng nó vẫn tìm ra cách để sinh tồn trước tự nhiên khắc nghiệt. Một mặt đó là sự kỳ diệu, nhưng mặt khác đó cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ cho sự thay đổi của tự nhiên, sự mong manh của các giống loài đang tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Đây là chuyên mục Life, một chuyên mục mới của Mê Khủng Long TV, chuyên đề cập những chuyện thú vị về sự sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào cuối thập niên 1980, một người thuộc tộc người bản địa Inuit ở Bắc Cực, chuyên làm nghề thợ săn tên là James Larson đã hạ được một bộ ba con cá voi trông rất lạ ngoài bờ biển phía tây Greenland. Thông thường khi đi săn, James Larson cùng những đồng nghiệp của mình sẽ săn được hai loài cá voi. Thứ nhất là narwhal, tiếng Việt gọi là kỳ lân biển, loài mà còn được nổi tiếng với những cái sừng dài dạng xoắn ốc mọc ra từ chóp mũi. Thứ hai là beluga, tức cá voi trắng, loài có làn da trắng đặc trưng. Nhưng những con cá voi mới săn được của Larson không giống loài nào trong số hai loài trên. Da của chúng không trắng, cũng không lốm đốm như của kỳ lân biển, mà có màu xám đều. Vây của chúng giống của cá voi trắng, nhưng đuôi thì lại nà ná kỳ lân biển. Trong suốt sự nghiệp săn bắn của mình thì Larson chưa bao giờ thấy con gì giống như vậy. Anh ngạc nhiên tới mức giữ hộp sọ của một trong ba con trên mái lều để công cụ của mình. Đến năm 1990 thì chiếc hộp sọ này đã thu hút sự chú ý của Max Peter Heider Jorgensen, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu động vật có vú ở đại dương. Được sự cho phép của James Larson, Heider Jorgensen đã đem chiếc hộp sọ này đến Viện Nghiên cứu Nghề cá Greenland ở Copenhagen để tìm hiểu. Và sau khi so sánh với hộp sọ của những con cá voi trắng cũng như kỳ lân biển, anh có một kết luận bất ngờ rằng cá thể này có thể là con lai giữa hai loài, một con Naluga. Trước đây người ta đã từng đặt ra giả thuyết về Naluga từ hàng thập niên. Khi ấy người ta biết đến các trường hợp còn lai giữa các loài trong phân thứ bộ cá voi, trong đó một số trường hợp được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là con Wolfin mang tên Kekaimalu được sinh ra tại công viên Sea Life ở Hawaii vào năm 1985, là con lai giữa cá heo mũi chai và cá voi sắt thủ giả hay còn gọi là cá ông chuông. Điều đặc biệt là Kekaimalu có khả năng sinh sản bình thường và đã đẻ được ít nhất 3 đứa con sau khi phối giống của các con cá heo mũi chai thuần chủng khác. Con lai có vẻ là một lời giải thích khá hợp lý. Cá voi trắng và kỳ lân biển có kích thước khá tương đồng, sống chung một vùng nước ở Bắc Cực và mối liên hệ giữa chúng với nhau gần gũi hơn giữa chúng với bất kỳ loài nào khác. Người ta từng thấy cá thể thuộc cả hai loài bơi giữa đàn của loài kia, nhưng chưa có ai từng tìm thấy một con Naluga trước đó, và vào thời điểm ấy thì Heider Jorgensen không có cách nào để xác thực giả thuyết của mình. Điều đó đã thay đổi trong những thập niên sau, khi các nhà nghiên cứu phát triển ngày càng nhiều cách thức hiệu quả để trích xuất những lượng ADN rất nhỏ từ xương động vật. Những kỹ thuật này thường được sử dụng để nghiên cứu các sinh vật cổ đại, chẳng hạn như người Neanderthals và voi mammut, những giống loài đã tuyệt chủng từ lâu. Và bây giờ thì chúng sẽ giúp các nhà khoa học chứng minh rằng liệu mẫu vật mà thợ săn James Larson tìm thấy có thật sự chính là Naluga hay không, qua đó cung cấp chứng cứ di truyền đầu tiên về sự tồn tại của một sinh vật như vậy. Sau khi trích xuất ADN từ một chiếc răng của hộp sọ, nhóm nghiên cứu do một nhà khoa học tên là Elin Lorenzen đứng đầu đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đan Mạch đã đem chiếc răng đi phân tích. Kết quả chứng minh rằng đó là một con đực, có cha là một con cá voi trắng và mẹ là một con kỳ lân biển. Tại sao họ lại biết được điều đó? Ấy là bởi hầu hết ADN của con vật này là sự pha trộn nửa này nửa nọ giữa hai loài, nhưng ADN thi thể, một bộ nhiễm sắc thể phụ mà động vật chỉ được thừa hưởng từ mẹ, hoàn toàn là của kỳ lân biển. Lorenzen cho biết,
Sau đó họ đã đem kết quả này đi trình bày tại một hội thảo về cá voi trắng trước 150 vị đại biểu tham dự. Phát hiện của họ đã khiến cho cả hội trường lặng phắc như tờ. Không ai trong số họ quen với khái niệm con lai giữa kỳ lân biển và cá voi trắng cả. Xin phép các bạn cho chúng tôi đi ra ngoài chủ đề chính một chút. Khi đặt tên các động vật lai thì những ước lệ mang tính trọng nam bắt buộc tên loài của con bố phải đi trước trong tên ghép. Một con gấu con có bố là gấu trắng Bắc Cực, tiếng Anh là Polar Bear, và mẹ là gấu nâu, tiếng Anh là Grizzly Bear, sẽ được gọi là Pisley. Nhưng trong trường hợp ngược lại, khi nó có bố là gấu nâu và mẹ là gấu trắng Bắc Cực thì nó sẽ được gọi là Growler. Vì vậy, về lý thuyết thì hộp sọ được cất trong lều để công cụ của Glasson phải gọi là Bellwether chứ không phải là Naluga. Nhưng cái tên sau có lẽ dễ nhớ hơn bởi người ta đã gọi như vậy suốt nhiều thập niên, và như Lorenzen nói thì Naluga nghe hay hơn Bellwether. Các nghiên cứu khoa học trước đây từng cho thấy rằng kỳ lân biển và cá voi trắng đã tiến hóa độc lập với nhau ít nhất 1 triệu năm. Rõ ràng là chúng vẫn có thể phối giống với nhau, nhưng không ai biết tại sao hoặc chuyện đó diễn ra có thường xuyên hay không. Cả hai loài đều giao phối một lần trong năm khi những lớp băng dày trên biển khiến các nhà khoa học tò mò, không thể tiếp cận được chúng. Vì thế chúng ta hầu như chẳng biết gì về cách chúng sinh sản cả. Ví dụ như sừng của kỳ lân biển đực được cho là có sức hút đối với một con kỳ lân cái nhiều đến nỗi kỳ lân biển cái khó có khả năng giao phối với một con cá voi trắng vốn không có sừng. Tuy nhiên, mẹ của con Naluga rõ ràng là đã giao phối với một con cá voi trắng. Tỷ lệ một thợ săn nào đó tìm được những cá thể còn lại duy nhất, sau đó cất xương của một trong số chúng lên mái lều của anh ta, và rồi nó lại được một nhà nghiên cứu tìm thấy và gửi đến bảo tàng để phân tích là bao nhiêu. Lorenzen cho rằng hẳn là phải có nhiều trường hợp hơn nữa, nhưng cũng có thể không. Các nhà khoa học chỉ đơn giản là không biết. Điểm kỳ lạ nhất trên hộp sọ của Naluga chính là hàm răng của nó. Cá voi trắng có tới 40 chiếc răng ở cả hàm trên lẫn hàm dưới, tất cả đều trông giống nhau. Trong khi đó, kỳ lân biển hầu như không có cái răng nào, ngoài trừ cái sừng xoắn ốc của một cặp răng đã bị tiêu giảm chỉ còn dấu vết đằng sau cái sừng. Còn Naluga dường như nằm giữa sự khác biệt đó, với 18 cái răng, tất cả đều khác nhau và có hình dạng kỳ lạ. Nhiều chiếc trong số đó chỉ ngang ra ngoài, và một số có dạng xoắn ốc theo chiều giống y hệt sừng của kỳ lân biển. Cứ như thể ai đó đã lấy bộ mã lập trình sừng của kỳ lân biển để cài nó vào miệng của cá voi trắng và cho ra một kết quả dị thường như vậy. Thông qua phân tích thành phần hóa học của những chiếc răng kỳ lạ này, nhóm nghiên cứu của Lorenzen có thể suy luận xem Naluga ăn loại thức ăn nào. Và kết quả một lần nữa gây bất ngờ khi cho thấy thực đơn của Naluga rất khác so với bố mẹ nó, vốn thích lặn sâu xuống biển để tìm cá và mực. Răng của Naluga về mặt hóa học giống với răng của những động vật ăn đáy như con móc, vốn thích đào bắt những con mồi vùi mình dưới đáy biển. Có lẽ Naluga cũng làm như vậy, sử dụng những chiếc răng hướng ra ngoài làm sẻng để bới cắt lên. Và điều đó cho thấy một chút màu nhiệm trong câu chuyện này. Sự kết hợp hiếm có giữa hai loài sở hữu một cái miệng vốn không tồn tại trong tự nhiên, nhưng nó vẫn xoay sở để tìm ra cách để sử dụng. Cách sống của nó không giống cá voi trắng hay kỳ lân biển, nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn sống được. Nó đã được mẹ dạy dỗ, hỗ trợ, hay tự nó đã tìm ra cách để sống sót. Nó chẳng phải là điều mà câu nói, sự sống luôn tìm ra cách muốn đề cập tới hay sao? Tuy nhiên, sự lai giống giữa hai loài vẫn có mặt tối của nó, đặc biệt là cho những cư dân đang bên bờ tuyệt chủng của vùng Bắc Cực. Nếu con lai không thể sinh sản thì chúng sẽ trở thành những ngõ cụt về mặt di truyền cho các quần thể vốn đã rất ít ỏi của kỳ lân biển hay cá voi trắng. Ngược lại, nếu chúng có thể sinh sản, bộ gen kết hợp của những con non do chúng sinh ra có thể thay thế loài cha mẹ của chúng. Khi Bắc Cực ấm lên và băng tan ra, một số nhà khoa học lo ngại rằng những loài từng sống biệt lập với nhau có thể gặp gỡ và giao phối với nhau thường xuyên hơn, qua đó tự gây tổn hại cho giống loài của cả hai. Liệu Naluga đại diện cho một sự kiện cá biệt hay báo hiệu cho sự gia tăng về loài giống khác loài, một hệ quả của sự biến đổi khí hậu? Đó là câu hỏi của Sandra Talbot từ Trung tâm Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Và nếu là về sau thì liệu việc loài giống khác loài có mở ra con đường để kỳ lân biển cải thiện sự đa dạng di truyền vốn đang ở mức tương đối thấp của chúng hay không, hay ngược lại sẽ hủy diệt chúng? Có thể bạn chưa biết, con người hiện đại vẫn mang gen của người Neanderthals, người Denisovans và những tổ tiên cổ đại khác. Thống kê cho thấy có khoảng 2% dân số châu Âu và châu Á có gen của người Neanderthals, trong khi có từ 4-6% người Melanesia và khu vực thuộc châu Đại Dương sở hữu gen có nguồn gốc từ người Denisovan. Tuy nhiên, tất cả những loài người cổ đại này đã biến mất từ rất lâu trong quá khứ. Nếu gấu trắng Bắc Cực và kỳ lân biển bị gạt ra bên lề trong một thế giới của những con lai như Pisley hay Naluga, chúng có thể chịu số phận tương tự như những loài người cổ đại. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Nếu thấy yêu thích những nội dung của Mê Khủng Long TV thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để luôn cập nhật những video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.